Rồi, xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Rồi, hôm nay thì vườn mai của chị Tuyền có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai ghép giống thọ hương nè, hoa hồng thanh tú rồi cô chú anh chị ha. À, đế vip à, tàn đều đẹp cho cô chú anh chị mình luôn nha. À, giá siêu đãi chỉ từ vài trăm ngàn một cây. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào ủng hộ cho vườn của chị Tuyền nha. Rồi, không làm mất thời gian ha em mời gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi bà chủ ơi. Rồi em xin chào tất cả các cô chú anh chị yêu thích mai vàng và đam mê cây cảnh trên cả nước ha. Rồi, hôm nay trở lại kênh em cũng có một số giống mai để giao lưu cùng với các cô chú anh chị ha. Rồi, không làm mất thời gian của các cô chú anh chị nữa, em vô cây đầu clip là mã 1B. 1B Rồi. là một cây cúc thọ hương nha các cô chú anh chị. Rồi. Cúc thọ hương mã số 1B. Cây này tàn khá đều luôn cô chú anh chị ha. Gết vàng coi cô chú anh chị ngon lành nha. Đế có luôn. Đó, đế nở ha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Cây nó mạnh, dữ lắm mạnh cô chú anh chị ơi. Tàn đi bung đều gan luôn. á. Rồi cái hoành của nó là được 19 rưỡi em tính 19 nha các cô chú anh chị Bung đều trang tàn luôn cô chú anh chị Hoành 19 Chiều cao là 1 mét Ngang là 90 Rồi cây đầu clip Cây đầu clip hôm nay em giao lưu với các cô chú anh chị là 900 nha Rồi đổi cây Rồi cây mã số 2B 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 cũng là một cây cúc họ hương luôn nha các cô chú anh chị rồi, cái này tàn tâm xe luôn cô chú anh chị ha tàn khá bự khá lớn cô chú anh chị ha rồi, cụ đế nở vàng ôm luôn cô chú anh chị rồi thông số rồi hoành của nó là được 20 rồi đây có bị gớt ba đây cô chú anh chị về mình dặm thêm dùm ha chiều cao của nó là 92 rồi ngang của nó là 72 rồi, rồi cây 2B này em giao lưu với các cô chú anh chị là 8 tâm gửi nha đổi cây rồi tiếp theo cây mã số 3B. 3B, 3B cũng là một cây cúc họ hương luôn nha các cô chú anh chị rồi tàn nó xâm xê luôn kẹo tàn luôn cô chú anh chị ha bỏ đi rất là mạnh luôn cô chú anh chị ha xâm xê kẹo tàn luôn ha Đó, đế nở nè cô chú anh chị ha nè, đế nở dưới bàn ôm luôn cô chú anh chị rồi hoành được 17 rồi. chiều cao là 74 Ngang là 50 Rồi. Rồi Cây 3B này em giao lưu với các cô chú anh chị là 600 nha Rồi mình đổi cây nha Rồi tiếp theo cây mã số 4B 4B Cũng là họ hơn luôn nha các cô chú anh chị Rồi Tàn xung sơ luôn cô chú anh chị ha Đó, bò khá là già nè cô chú anh chị Rồi thông số bà chủ ơi Rồi cái hoành của nó là được 17 à Rồi Chiều cao 74 Ngang là 54 Rồi, Rồi cây 4B này em giao lưu với các cô chú anh chị là 650 nha Rồi mình cây nha Hả? Rồi tiếp theo cây mã số 5B 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 cũng là họ hương luôn nha các cô chú anh chị Cái này có củ đế thì giữ dằn cái củ nha cô chú anh chị Cây ghép bò, kẹo tàn luôn ha Củ nè, nguyên củ xuất sắc cái củ luôn Rồi thông số luôn đi bà chủ ơi Bo khá là già nha Rồi cái hoành là được 16 ạ à. Rồi, bo già nè, cô chú anh chị lên giao luôn hết ha Chiều cao là 64 Rồi. Ngang là 43 Rồi. Rồi, cây 5B này em giao lưu với các cô chú anh chị là 600 nha Rồi, đổi cây Rồi, tiếp theo cây mã số 6B 6B, 6B cũng là họ hương luôn nha các cô chú anh chị Rồi, tàn xum xê luôn cô chú anh chị ha Kẹo toàn tội cái nó sung nè Cái lá nhìn nó mướt nè cô chú anh chị Rồi thông số luôn bà chủ ơi Rồi cái hoành là được 19 nè Rồi Chiều cao là 70 Ngang là 54 Rồi, Rồi cây 6B này Em giao lưu với các cô chú anh chị là 600 nha Rồi mình đổi cây nha Rồi tiếp theo cây mã số 7B. Rồi. 7B cũng là họ hương nha các cô chú anh chị. Rồi. Đây tàng xâm xe luôn cô chú anh chị, thân lắc eo rất là đẹp nha. Rồi, thông số luôn bà chú ơi. Rồi, cái hoành là 16 ạ. À. Rồi. Chiều cao là 68. Rồi. Ngang là 51. Rồi, cây 7B này em giao lưu với các cô chú anh chị là 650 gửi nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 8B. 8B. 8B cây. cũng là cây cúc họ hương luôn nha các cô chú anh chị. Cây tàn sum luôn cô chú anh chị ha, sum xê ha, già dạ, bo nè cô chú anh chị. Già dạ, tàn nè. Đó, cây lên da lưu hết lấy bo ngon nha. Để có nguyên củ Cái này luôn nó chị. chuẩn bị đi cơ hai nha các cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn bà chú ơi. Rồi, cái hoành là được 15 ạ. À. Chiều cao là 70. Ngang là 51. Rồi. Rồi cây 8B này em giao lưu với các cô chú anh chị là 5 tâm gửi nha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã, mã số. Mã số 9B. Rồi. 9B là một cây cúc phượng thanh tân nha các cô chú anh chị. Rồi, cây tàn khá là xum. Xung cái này ghép đều tàn nha cô chú anh chị nó tàn này mới lên đi cơ đọt đầu tiên ha đi cơ đọt nữa nó nó tàn nó mới xâm dữ cô chú anh chị ha và chịu khó bấm ngọn nha tại bên cây này nó hơi vượt ha giống nó hơi dược Củ đế có nguyên củ luôn cô chú anh chị rồi cái hoành là được 17 ạ à. rồi chiều cao của nó là 57 ngang của nó là 35 rồi, rồi cây 9B này em giao lưu với các cô chú anh chị là 450 nha rồi đổi cây rồi tiếp theo cây mã số 10 10 B. Rồi. 10 B là cúc. Họ hương nhân các cô chú anh chị. Rồi. Cái này à, hai thân cô chú anh chị ha. Đó. Mẹ không con cô chú anh chị ha. Nè, cái mà cái đế ở dưới đế nữa, nó bàn đều ra nó cô chú anh chị ha. Như ngôi sao luôn cô chú anh chị đây một, đủ một luôn nè, ha. Hai nè, đây. ba nè, 4 ừ. nè, 5 nè, năm chân nó bàn đều ra luôn cô chú anh chị ha. Nó đều dính với nhau luôn cô chú anh chị ha. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. À, mình đã hôm số 2 thân luôn bà chủ ơi. Rồi, cái thân bên đây là được 15 ạ. À. Rồi. Cái thân bên đây được 13. Rồi. Chiều cao là 66. Rồi. Ngang là 52. Rồi. Rồi, cây 10B này em giao lưu với các cô chú anh chị là 700 nha. Rồi, 700 000 ha cây này cũng là cây của clip của em luôn nha các cô chú anh chị rồi, rồi số điện thoại zalo của em là 036 731 1849 cũng là số zalo luôn ạ à. rồi. rồi em xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ạ à. rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị tiền cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và đồng hộ xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ à.